22. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Đệ tử hỏi: Con để ý đến các cảnh giới của tưởng ấm đều bắt đầu với đoạn kinh. Trong cảnh giới vi diệu, rỗng suốt, sau khi thọ ấm tiêu dung, hành giả không còn tà lự nữa. Nghĩa của câu không còn tà lự nữa là gì? Có phải nghĩa là hành giả không còn một niệm bất chính nữa hay chăng? Hay có nghĩa là hành giả không có chánh niệm? Khi nào thì hành giả đạt đến trình độ này? Trạng thái này tương tự như thế nào? Hòa thượng đáp: Trong cảnh giới vi diệu rỗng suốt sau khi thọ ấm tiêu dung, nhờ có được sự sáng suốt dung thông nên nó vi diệu, và nó phải vi diệu nên nó mới có được sự rỗng suốt dung thông. Khi hành giả đạt được cảnh giới này của ngũ ấm, hành giả thấy rất là tự tại. Hành giả không còn tà lự nữa, có nghĩa là không gặp tình trạng cũ nữa. Hành giả đã có được một vài công phu trong lĩnh vực thọ ấm, vốn xưa nay không gặp tà lự, mà nay không rõ vì nguyên cớ gì lại gặp trạng thái tà lự này. Không rõ là kẻ cướp, là tà ma, quỷ quái từ bên ngoài tới. Thông thường lẽ ra hành giả không gặp những cảnh giới này, nhưng do hành giả khởi vọng tưởng tham ái, mong cầu, tự tư, tự lợi, trở lại với những vọng tưởng xưa cũ này, hành giả lại gặp những loài này. Nếu hành giả không khởi những tạp niệm ấy, thì sẽ tiếp tục đạt được sự tiến bộ. Nếu ông hiểu rằng khi tất cả mọi cảnh giới xảy đến mà ông không lay động, thì ông sẽ không bị quấy nhiễu bởi tà lự. Ngay khi ông bị xoay chuyển bởi cảnh giới, dù cách gì đi nữa, nó vẫn có thể quấy nhiễu ông. Căn bản là giả sử ông ta không bị tà lự, mà bị cảnh xoay chuyển có mâu thuẫn không? Không, đó là khi một niệm tham dục khởi lên, là tâm đã mở cửa cho kẻ cướp vào, nó lén lút hành dâm dục, dối gạt mọi người chung quanh, cùng làm việc vô đạo đức, không giữ gìn giới luật đã thọ. Nó nói, giới luật có quan hệ gì, và tuyên bố đã giác ngộ. Còn tôi thì không dám vi phạm giới luật, vì tôi là người chưa giác ngộ. Ha ha ha, 问什么的说呵。